Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với vườn mai của em Như Ngọc tiếp tục nha. Để cho em Ngọc vô lưu với cô chú anh chị mình luôn mai giống, mai cái giống xuông mình lại bên vườn của em Ngọc cô chú anh chị. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này giá cả hợp lý, mình ủng hộ cho vườn của em Ngọc nha cô chú anh chị. Không có thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip luôn để gặp em Ngọc, để em Ngọc chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi, chào em Ngọc nha. Dạ em chào anh, dạ con xin chào cô chú bác anh chị ạ. Rồi. Hôm nay tiếp tục lên kênh giao lưu tiếp xuống mình lại xuống Sài Gòn với Hoa Hồng Thanh Tú em ha. Dạ. Rồi, vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn đi em. Dạ, cây đầu tiên cũng là một cây siêu bông Sài Gòn ạ. Dạ, xuống mình lại. Cây này xuống mình lại nha cô chú anh chị, chứ không phải xuống Sài Gòn nha. Dạ. Rồi, hàng bao chuẩn giống của hành giống nên cô chú anh chị mình cứ an tâm á, hàng này hàng vườn nhà tự làm ha cô chú anh chị ha. Đó, nhà tự làm nên là cứ an tâm. Mình thân là được 14 rưỡi rồi. Rồi. Xuống mình lại nha. Chiều cao là được 44. Rồi. Tây Nguyên là được 61. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 400. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi mã số. Mã số 26 anh ạ. À. Cũng là một cây siêu bông mình lại ạ. À. Rồi, cây này có cũ luôn cô chú anh chị ha. Mình thân là được 12. Rồi. Chiều cao là được 40. Rồi. Tây Nguyên là được 47. Dạ cây này con xin giao lưu là 350k ạ. À. Rồi, cái cũ quá đẹp, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 27N cũng là một cây siêu bông mình lại rồi. Rồi, xuống mình lại nha cô chú anh chị. Trời, cây này cái tàn quá, trời, cây này về lấy bao nhiêu lắm nha. Mình thân là được 15, rồi. Chiều cao là được 46, rồi. Ngang là được 64. Dạ, cây này con xin giao lưu là 400k. Rồi, 400k, đổi cây. Rồi, mã số 28N ha. Cây này siêu bông Sài Gòn phải không em? Dạ. Rồi, cây này ghép được 3 bo ha. Thông số luôn em. Chiều hoành thân là được 12 rưỡi ạ. Rồi. Chiều cao là được 52 ạ. Bán ngang là được 44. Dạ cây này cũng xin giao lưu là 200k ạ. Rồi bao ship ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 29N. Mã số 29N cũng một cây hoa hồng Thanh Tú ạ. Cây này cái rụng một bo luôn ha. Bo nó già nè cô chú anh chị ha. Ngon lành luôn nha. Thông số luôn ha. Dạ hoành thân là được 12. Rồi. Chiều cao là được 46. Tới ngang là được 55. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 200 ạ. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 30 là cũng là một cây siêu bông Sài Gòn. Rồi. Giúp được 2 bo ha. Rồi hơn ngay khúc tên là được 11. Rồi. Chiều cao là được 50. Tới ngang là được 53. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 200 nè. Rồi, đã cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 31N cũng là cây siêu bông mình lại rồi. Rồi, cây này cái tàn sâm nè. Nó đi đọt rồi, cô chú anh chị dèo dèo luôn. Quá trời luôn ha. Bình thân ngay chỗ này là được 14. Rồi. Chiều cao là được 41. Tán ngang là được 46. Rồi. Dạ, cây này cũng xin giao lưu này. 300 ạ. Rồi, đã cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. 32N cũng là một cây... xô mình lại ha. Dạ. Rồi. Cái này em gái của em nha cô chú anh chị, cây này cây nhà em làm ra nên em nhìn là em biết là cây gì nha cô chú anh chị. Hàng bao giống, cô chú anh chị mình cứ an tâm mua nha. Đó. Em chủ kênh em không có phá kênh, em không có đưa em gái của em lên phá kênh đâu cô chú anh chị cứ an tâm ha. Đó. Mình thân là được 12 ạ. Rồi. Chiều cao là được 31 ạ. Tán ngang là được 33. Dạ cây này con xin giao lưu là 250k ạ. Rồi, đã cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 33N cũng là một cây siêu bông mình lại ạ. Rồi, cây này ghép được 2 bo ha. Hoành thân là được 13 ạ. Rồi. Chiều cao là được 31. Tán ngang là được 36. Dạ cây này con xin giao lưu là 200 ạ. Rồi, đã cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 34N cũng là một cây siêu bông mình lại ạ. Rồi, siêu bông mình lại luôn ha. Dạ. Học đó tôi luôn cô chú anh chị ha, nhìn đã quá ha. Mình thân là được 14 rưỡi rồi. Bắp ngọn nè cô chú anh chị ha, tên đều gan luôn, mỏi mắt lá luôn ha. Chiều cao là được 43. Tán ngang là được 30. Dạ cây này con xin giao lưu là 200 ạ. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 35N cũng là một cây siêu bông Sài Gòn ạ. Rồi. Thông số luôn em ha. Dạ hoành thân là được 11. Chiều cao là được 44. Tán ngang là được 28. Dạ cây này con xin giao lưu là 200 ngàn. Đợi cây.
Rồi mã số 36N cũng là cây cuối clip em Ngọc giao lưu ngày hôm nay luôn ha. Dạ, cũng là một cây siêu bông mình lại ạ. Rồi. Cái này đi tọt của chú anh chị tàn xum xê luôn ha. Hoành thân là được 15. Rồi. Chiều cao là được 40. Cái này được 3 bo ha. Tán ngang là được 43. Và cây này cũng xin giao lưu là 300.000 ạ. Rồi cây này cuối clip luôn ha em. Dạ. Rồi chào hết luôn giùm anh nha. Dạ em chào anh. Dạ con xin chào cô chú bác anh chị. Dạ con mong cô chú bác anh chị ủng hộ cho con ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Ngọc cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.